mời lại nha. Mình sẽ mời bạn Hạnh Phi đi. Chưa chơi quỷ đâu. Bạn gì? Quỷ. Nãy tao nói rồi, tao nói xong mới mời từng người đúng không? Bạn gì? Happy. Happy. Thì vui của lắm. Happy. Nói đi nói đi. Tao biết nói. Không. Nói đi ráng chịu nha. Mày dê tới khi nào? Không nói xong rồi tiếp nha. Nói không? Tao dê à. Nói đi. Nói đi. Thôi cho bạn chúc cho bạn Bi suy nghĩ á. Giờ mà bạn Tuấn đi. Thôi nữa. Thôi. Thôi dùm chút giờ chơi đi. Mình đếm từ 1 tới 100. Thôi mình lấy cái bóng mình truyền đi. Thôi mình nói nhanh đi. Lấy gì nữa mời nói đi. Đàm còn có nghe. Đăng nói. Phải nói là 3 năm học ở Minh Khai rất là vui. Thì lúc mà năm lớp 10 vô á là ngồi kế thằng Tuấn. Nó chưa biết là chị luôn. Không, không. Mình biết bạn Tuấn chị ngay chị phút đầu tiên đó. Bạn Tuấn là quay qua mượn mình cái viết hay cái gì đó, mở miệng ra nói thoải má mú luôn. Này gửi thì xuân nha mày. À, thì nói chung là nửa học kỳ đầu đang ngồi ở trên năm lớp 10, nửa học kỳ đầu á thì đang ngồi ở trên cũng ngoan lắm, mà lúc cô Phượng mà nổi lên xuống dưới là bả thất bại. Nổi xuống dưới ngồi kế Bích Hoàng rồi thôi, xuống dưới là banh chành. Xong rồi bả nổi lên lại, lúc mà ngồi bạn đầu hồi sau phút sau nổi Mẫn lên chung cũng banh chành. Tốn. Nói chung là hòa nhập đó. Rất là quậy trong lớp ha. Lớp chọc cười nghịch phá lum, nhưng mà có gì hơi quá thì mấy bạn cũng bỏ qua cho anh kiểm lên xuống sao cũng như phong độ để tới Việt Nam đâu rồi giờ đi về. Chung thì trong 3 năm học thì anh cũng rất là vui khi được vô cái lớp này, tại vì nếu mà đang vô A1 chắc nó chịu nổi ra nó không đuổi đương nhiên là truyền thống là số 9, là ba đăng nữa học A9, chị đăng A9 là đăng cũng A9 luôn. Hiểu cảm giác mày không? Con đăng A9. Trong 3 năm học cũng có những lúc vui lúc buồn ha, nhưng mà sao thì cũng có tình cảm với nhau, thì mỗi bạn là mỗi tính, nhưng mà cái tình bạn thật lòng và chân thành đến với nhau từ lòng đến lòng thì chúng ta sẽ có thể chấp nhận nhau. Nhưng mà mình chấp nhận nhau chứ không, mình không có đồng lõa với nhau. Cái nào bạn mình xa trái bạn mình không tốt, dạ, như chính đăng không tốt thì các bạn còn có thể thôi cho cô Lệ coi lại cái đỉnh đó. Không, mày tao nghĩ mày nên thay đổi đi đăng. Tao nhớ chăng mày thất thì các bạn cũng có thể góp ý lẫn nhau. Kịch bản rồi mày ơi. Mình thông cảm cho mình hiểu cho nhau để rồi mình mãi mãi là bạn của nhau đúng không? Mẫu luôn đi. Sau này ra đời thì không bao giờ tìm được những phút giây này nữa. Tại ra đời đó thì các bạn biết là người ta bon chen mà người ta đạp dày đạp dày đạp nhau để mà sống, chứ không phải là như tuổi học trò. Đang thấy là trong lớp mình rất là vui vẻ, không có ai mà hại nhau điểm để điểm thấp điểm cao hết. Ôn tay nhau thôi. Hình như cũng học ngang ngang nhau thôi đúng không? Không muốn hơn bạn. Bởi vậy các bạn đừng có thấy là đang vui cười như vậy, nhưng mà trong lòng đang thì lúc mà cái ngày thứ bảy mà buổi tối đó về, khi mà nhớ đến những cái kỷ niệm của học trò đang cũng rất là buồn. Mà năm 12 là năm có nhiều biến động nhất, mà năm mà phải nói đang trải qua một thời kỳ giữa học đầu yêu không vừa học vừa yêu vừa thất bại như
lịch sử 2 năm lật lại y chang luôn. Thôi trời. Đúng đúng. Sao mày không nói tao không? À, thì nói chung là không biết nói gì hơn là hy vọng là các bạn cứ giữ mãi những hình ảnh đẹp này, cho dù sau này mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mà hãy nhớ rằng chúng ta có 3 năm học 12 và đã là bạn. Thôi 3 năm học 12 luôn, 3 năm. Còn 2 năm nữa. Ba năm học ở trường Minh Khai thì đang vô trường Minh Khai á, là tại vì cái màu nó tím, tại vì đang thích màu tím, tại vì màu tím biểu tượng cho sự chung thủy. Nên anh đang nghĩ rằng là cái màu tím nó sẽ mãi mãi ở trong mỗi bạn, chúng ta luôn luôn là bạn với nhau, cho dù mỗi người một hoàn cảnh, cho dù ra sao thì chúng ta vẫn là bạn, sau này ra đời cũng phải là bạn, cái gì cũng là bạn với nhau. Rồi, bây giờ cuối cùng thì đang xin chúc cho lớp là trong mọi sự, trong tương lai đều thành công, tốt đẹp. Bây giờ mình chỉ định